Tacos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Tường Vi rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Thử thách bất ngờ. Thử thách bất ngờ của chúng ta do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacoach đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Kính thưa quý vị, thời gian thấm thoát trôi qua rất là nhanh. Mới ngày nào còn nhỏ xíu xì xiu, mình còn bi bô học nói nè, rồi còn học những cái nét chữ vẽ nguệch ngoạc. Khi chúng ta đã khôn lớn thì tiếng Việt cũng trưởng thành theo chúng ta và có thể nói là đồng hành với chúng ta trong tất cả những khoảnh khắc của cuộc đời. Và đôi khi chúng ta cũng hay sai chính tả nè, rồi cũng sử dụng không đúng ngữ cảnh nè. Ôi, tại vì tiếng Việt thì quá là phong phú đúng không nào? Nhưng mà không sao, hãy để chương trình Thử thách bất ngờ giúp cho các bạn ôn lại tiếng Việt của mình các bạn nha. Và bốn người chơi của chúng ta ngày hôm nay là ai? Hãy cùng chào đón diễn viên Lê Minh Thành. Lời nói đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành gửi lời chào thân thương, thân ái, thân mến và đặc biệt nhất là thân quý đến với Tường Vi cùng tất cả quý vị đang xem chương trình Thử thách bất ngờ. Đó, mới ra là rất là sơ mà đúng không nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi thứ hai và xin chào đón diễn viên Quảng Hân. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay, quý vị khán giả đang xem đài, chị MC Tường Vi rất là dễ thương và các anh chị cùng chơi với em ngày hôm nay. Em là Quảng Hân, hiện tại đang là diễn viên và người dẫn chương trình. Và tiếp theo, hãy cùng chào đón MC Bá Tăng Minh Hiếu. MC Bá Tăng Minh Hiếu chào mọi người. Và một cô gái rất đáng yêu, dễ thương đó chính là MC Mi Xoa. Xin được chào tất cả quý vị khán giả, xin được chào chị Tường Vi. Nãy giờ ra là ba người chơi giới thiệu ấn tượng quá rồi, nên là em cũng biết em còn đất gì em diễn đây nữa, nên là thôi để cho em như là lát hồi mình ém lại lát mình bung ra trong những vòng sau. Dạ. Trong chương trình này bây giờ bốn người Vi lo cho Thành nhất. Ủa sao Vi lo cho Thành? Tại vì á, biết không, mọi người Vi đóng phim chung với Thành rất là nhiều, có ad Facebook của nhau luôn, và đây gọi là trùm sai chính tả trên Facebook, sai chính tả hoài vậy. Ông mà Phan nói này nói giờ mới biết nha. Ủa tính ra vậy là Vi cũng có theo dõi Facebook của tôi hả? Thì mình có friend với nhau thì tất nhiên là mình lúc mỗi lần post cái gì là nó hiện lên new feed của nhau rồi còn gì. Chẳng nói luôn sao không thấy like. Sai chính tả hả? Dạ chị Vi, cái này em cũng binh anh Thành chút xíu. Có nhiều cái mình nghĩ dấu hỏi nhưng nó lại ngã. Cho nên thử thách bất ngờ sẽ rất là cần thiết cho những khán giả muốn tìm hiểu thêm về ngôn ngữ tiếng Việt. Cho nên ngày hôm nay rất vui khi có mặt ở đây. Không biết Hân thì sao? Hồi nãy ở trong em vừa mới nói với anh Hiếu luôn, em nói là em mà thi cái này về em rất là bạn em nó cười em chết. Tại vì bình thường tụi nó kêu em là an ninh chính tả. À, đứa nào mà ghi status mà sai một cái là mắc lỗi. Xong rồi kiểu mà giống như là trời ơi sao. Đúng rồi đó, không dè biểu người ta nè. Cho nên là hôm nay ráng nha, ráng làm sao mà giữ được bảo toàn cái số điểm cao nhất nha. Còn Mi Xoa, bình thường là Mi Xoa trong mắt Vi là cô nàng rất là văn thơ bay bổng nha, rất là nhẹ nhàng. Và Mi Xoa còn là MC nữa, cho nên là cái khả năng mà vốn từ của Mi Xoa phải nhiều nè. Rồi tính tả chắc không sai đâu. Dạ không, người ta cũng hay nói cái câu là học tài thi phận á chị. Kiểu là mình bay lượn ở trên Facebook nhưng mà đến đây đi thi tự nhiên hỏi vô những cái tặng cái mình không biết. À, và bây giờ xin mời mọi người hãy đến với vòng đầu tiên của chương trình được mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với vòng đầu tiên, đó là vòng thi Biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên Biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Và bây giờ thì chúng ta muốn bắt đầu theo từ bên nào qua? Cái này rơi vào cái trường hợp chơi mà chưa biết mình chơi gì nên đúng không rồi. Dám xung phong ha. Vi gợi ý cho các bạn một chút xíu ha. Các bạn có nhớ về những từ lấy không? Những từ như thế nào gọi là từ lấy nè? Những quang quảng, dông dài khoảng. Hả? À. Lấy lấy. Đó, lấy lấy. Và với lượt đầu tiên, bắt đầu từ Minh Hiếu.
Hãy đọc các từ lấy bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã. Bây giờ Vi ví dụ luôn nha. Bỡ ngỡ đó. Lãng đãng. Mãi mãi. Mãi mãi. Ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng, hợp lý. 5, 4, 3, 2, 1. Ngã ngã. Hết giờ. Ngã ngã. Ngã đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy? Ngã ngã là đâu ra? Tại nghĩ không ra nên giờ ngã ngã. Mời mời Misa. Lượt đầu tiên Misa đã bị loại. Lượt tiếp theo. Hãy đọc các từ lấy bắt đầu bằng âm N. Ngơ ngác. Bảo Hơn. Nhanh nhẩu. Ngoan ngoãn. Nào núng. 5, 4. Rồi, qua kia luôn giùm cái. Rồi, chuẩn bị nha. Hãy đọc các từ lấy bắt đầu bằng âm L. Lộng lẫy. Lộng lẫy. Lung linh. Lấp lánh. Lóng lánh. Lửng lơ. Lấp lửng. Rồi lơ lửng. Trời, hay quá. Lê lết. La lối. La lối. Len lén. 4, 3, bé này nó thắng rồi đó. 2, hết giờ. Như vậy thì Minh Hiếu là người đã chiến thắng và bạn nhận được 10 điểm của chương trình. Các ba bạn có muốn được 10 điểm không? Muốn chứ. Muốn phải không? Rồi xin mời ra đây. Và xin mời hình phạt của chương trình. Đó. Mọi người thấy rõ ràng hình phạt của chúng ta chưa? Nhưng không đơn giản là nhảy dây đâu nha mọi người. Bớt cười nha Thành nha. Ủa? Nha. Đừng có ý là mình lo mình thi nhảy dây chung với hai bạn nữ mà mình kiểu mà mặt ngớn ngớn lên vậy nè nha. Mình vừa nhảy chứ làm gì? Mình chứ làm phải gì? Vừa hát. Mình sẽ được tận hưởng giọng hát của từng người. Wow. Và bây giờ thì muốn bắt đầu từ ai nào? Thôi vậy thì tôi nam nhân thì rồi, tôi Lê Minh Thành sẽ là người đầu tiên. Hát bài gì cũng được đúng không? Bài gì cũng được. 2, 3. Con cò là cò bé 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 bé. Bay từ là từ cửa phố, bay ra là ra cánh đồng. Tình tính tan là tan tính tình. Ơi bạn dành, ơi bạn ơi, dành có nhớ là nhớ hay chanh, dành có biết là biết hay chanh. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Rồi xin mời. 2, 3. Cháu lên ba cho dù mau với nhau. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ. Sao nó dài dữ vậy? Thì mẹ chồng kia trai ông bao giờ mai ông bao vui cái cây. La 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 la. Hay, yeah. Trời ơi. Bây giờ đến đi xa nha. Rồi, 2, 3, bắt đầu. Hai vậy xinh xinh, da vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống, ca vàng múa tung tăng. Trời chéo tay, mỗi lần bơi bơi đi nữa nữa cái hồ rồi. Bây giờ Misa bạn cũng sẽ được 10 điểm của chương trình. Trời ơi, hôm nay ban biên tập đưa ra cái thử thách mà thiệt luôn á. Tôi không nhảy nhưng mà tôi còn thấy mệt luôn đó. Chúng ta hãy cùng sẵn sàng bước vào vòng tiếp theo của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Chào mừng các bạn đang đến với vòng thi Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau. Nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án, sẽ bị trừ 1 điểm. Với câu hỏi đầu tiên sẽ là một câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi như sau. Trường hợp nào sau đây diễn tả sự tự đắc, coi thường mọi người bằng những thái độ cử chỉ gây cảm giác khó chịu? A. Ngông nghênh. B. Ngông nghênh. C. Ngông nghênh. D. Ngông nghênh. 20 giây bắt đầu. Các bạn chỉ cần ghi đáp án là A, B, C hoặc D.
Và nếu mà chúng ta đã có đáp án thì các bạn hãy úp bảng xuống nha nào. Xin mời đáp án. Minh Hiếu, đáp án của bạn là đáp án D. Tại sao bạn chọn là D? Dạ bởi vì trong bốn từ ở đây thì ngông nghênh là cái từ mà nhìn vô là chúng ta hiểu đầu tiên là chữ ngông là đúng. Bởi vì xưa nay chúng ta vẫn thường nói những người ngông là những người mà không có coi bất cứ điều gì ra ngang gì cả. Dạ. Yeah. Còn nghênh thì có nghĩa là mình nghênh cái mặt mình lên, cho nên ngông nghênh là em nghĩ đáp án đúng. Misa. Dạ, theo em thì ba cái đầu nó sai nên cái chữ D là đúng. Wow. Viết sai chính tả. Có nghĩa là loại trừ thôi đúng không nào? Và Quảng Hưng và Lê Minh Thành thì chắc các bạn cũng có sự suy luận như trên, cho nên là cũng có đáp án là D đúng không nào? Không nha, không nha. Chứ sao? Thành hên xui, mình chọn D. Và với câu đầu tiên này thì xin chúc mừng cả bốn bạn đều được bảo toàn số điểm của mình. Từ ngông nghênh là chỉ sự tự đắc coi thường mọi người bằng những thái độ cử chỉ gây cảm giác khó chịu. Và với câu hỏi số 2 này, chúng ta sẽ chú ý vào câu hỏi, sau đó sẽ xem vào đoạn phim các bạn nhé. Câu hỏi của chúng ta như sau. Qua lời thoại của nhân vật Hoàng Phương trong bộ phim Khi đàn ông là số 0 do Lý Khắc Linh làm đạo diễn, hãy cho biết từ nào diễn tả hành động một cách đột ngột và không ai có thể đoán trước được sẽ xảy ra. Và 20 giây dành cho các bạn bắt đầu. Và xin mời đáp án. Minh Hiếu, bạn chọn đáp án là bất thình lình. Bất thình lình. Misa. Em chọn đáp án là thình lình. Thình lình. Thình lình. Quảng Hưng. Em chọn đáp án là bất thình lình. Và Lê Minh Thành. Bất thình lình. Cũng là bất thình lình. Thình lình em nghĩ là thình lình xuất hiện, chứ cũng không có, đôi khi mình cũng không có cần nói cái chữ bất. Và nhân vật của chúng ta đã nói đó là bất thình lình. Và với câu hỏi này, xin chúc mừng cả bốn bạn đều được bảo toàn số điểm của mình. Và bất thình lình là từ diễn tả hành động một cách đột ngột và không ai có thể đoán trước được sẽ xảy ra. Và bây giờ sẽ đến với câu hỏi số 3. Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau. Một kho chấm 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 không bằng một chấm 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 chữ. 20 giây bắt đầu. Và các bạn chỉ cần ghi từ thiếu ra thôi nha. Một kho chấm 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 không bằng một chấm 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 chữ. Và xin mời Minh Hiếu, bạn đọc đáp án của mình. Dạ, đáp án của Minh Hiếu là một kho vàng không bằng một nan chữ. Bạn đã từng gặp câu này chưa? Dạ, câu này thì Hiếu đã từng đọc qua ở những cái cuốn sách về tiếng Việt. Nan ở đây có nghĩa là túi, là một cái gì đó mình dùng để đựng. Thì một kho vàng không bằng một nan chữ, nghĩa là chúng ta có tiền nhiều, chúng ta có của cải nhiều, nhưng chúng ta không có bồi bổ về tri thức, thì tiền đó mình cũng không biết sử dụng nó một cách khôn ngoan, thì nó cũng trở thành đồng tiền vô nghĩa. Dạ. Giải thích rất chặt chẽ đúng không nào? Và xin mời Misa. Sau khi em nghe Minh Hiếu giải thích xong, em nghĩ là đáp án của em đã sai. Tại vì em cái này của em ghi chưa kịp cái chữ cuối. Nếu mà chữ cuối bạn định ghi chữ gì? Câu này là lần đầu tiên em viết, em dự đoán nó là một kho vàng không bằng một kho chữ. Nhưng mà khi mà em nghe Hiếu giải thích xong, em nghĩ là ok, một nan chữ có thể là đúng hơn. Và Misa đã ghi thiếu rồi, cho nên là trước tiên bạn bị trừ một điểm. Rồi, xin mời Quảng Hưng. Sau khi mà em nghe anh Hiếu giải thích xong thì em thấy cái câu của em nó tào lao dễ sợ. Tại vì chưa bao giờ em gặp cái câu này hết, cho nên là em ghi đại luôn. Đáp án của bạn là? Đáp án của em là một kho sách không bằng một bụng chữ. Lê Minh Thành. Tại vì nếu theo Thành phải cho Điền khoảng 5 chữ mới được. Thành nghĩ một kho vàng không bằng một vài chữ ân tình nghĩa. Cái đó là suy nghĩ của Thành thôi. Vì nhưng mà ở đằng sau cái chữ chữ nó đâu có giống ba chấm đâu anh. Nó phải có thêm ba chữ nữa mới đúng. Mọi người cãi theo Thành chi nghĩ. Không biết nữa. Đó, trước tiên trừ điểm luôn, khỏi nói nhiều rồi. Trừ Lê Minh Thành một điểm. Quảng Hưng, một kho sách không bằng một bụng chữ. Chúng ta không có câu này, bạn cũng bị trừ một điểm. Và có lẽ là với sự giải thích quá chặt chẽ của Minh Hiếu thì không thể nào mà phủ nhận được
Đáp án của chúng ta là một kho vàng không bằng một nan chữ. Xin chúc mừng. Và giải thích câu này là tri thức và vốn hiểu biết quý giá hơn vàng bạc châu báu. Thật sự là cái câu vừa rồi cũng khá là mới lạ đối với Vi. Vi cứ nghĩ là sẽ làm khó tất cả mọi người, nhưng mà không ngờ Minh Hiếu đã vượt qua một cách rất là dễ dàng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ tư của chương trình. Chúng ta sẽ xem hình ảnh trên màn hình với câu hỏi như sau: xác định lỗi sai và sửa lại cho đúng. Và chương trình có gợi ý là có hai lỗi sai trong đoạn hội thoại trên. Các bạn lưu ý nha, xác định lỗi sai và sửa lại cho đúng. Chúng ta có hai vế, 20 giây bắt đầu. Và đáp án của Minh Hiếu là... Dạ, trai chuyển thành trai và xem chuyển thành xem. Misa. Dạ, bạn trai con là người như thế nào, dắt về cho ba mẹ xem. Quảng Hưng. Dạ, đáp án của em cũng giống với chị Misa và anh Hiếu. Trai sẽ thành trai, xem sẽ thành xem. Và Lê Minh Thành. Xem sửa thành xem và trai sửa thành trai. Và thực sự là cái câu này quá dễ, với hai từ quá thông dụng đúng không nào? Và cả bốn bạn đều được bảo toàn số điểm. Xin chúc mừng. Bạn trai thì sửa lại là bạn trai, và xem sửa lại là xem. Và với câu số 4 quá đơn giản đúng không nào? Thì bây giờ cái phần khó mình sẽ bù qua câu số 5 nha. Câu số 5 của chúng ta có nội dung như sau: ngày 21 tháng 2 hàng năm, tổ chức UNESCO đã chọn ngày này nhằm tôn vinh điều gì? A. Tôn vinh tiếng mẹ đẻ quốc tế. B. Tôn vinh ngôn ngữ. 20 giây bắt đầu. Và xin mời đáp án. Bá Tăng Minh Hiếu chọn là A. Misa lại là B, tại sao vậy? Thì cái này chị hỏi em cũng không biết trả lời luôn, chị em chỉ chọn đại thôi. Câu này khó. Đây là chọn đại. Tại vì em chưa nghe cái cụm từ tiếng mẹ đẻ quốc tế. Còn tiếng quốc tế thì như là tiếng Anh, tiếng Mỹ thì em biết. Còn tiếng mẹ đẻ quốc tế thì em chưa nghe, cho nên em nghĩ là câu B. Lê Minh Thành. B. À lộn. A, lộn lộn. A, 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 A. Mà Quảng Hưng nói thì Hiếu gật gù, nhưng mà tại sao lại là chọn là A? Dạ, bởi vì cái ngày 21 tháng 2 thì thật sự em không có nhiều ký ức về nó. Nhưng cái tiếng mẹ đẻ quốc tế thì em nhớ nó có liên quan tới đất nước Bangladesh thì phải. Cái ngày thì em không nhớ rõ, nhưng em nhớ cái ngày này là có một cái phong trào về ngôn ngữ là tiếng Bengal của Bangladesh. Cái đất nước đó lúc đó cái người trị vì họ lại muốn người dân sử dụng một cái ngôn ngữ khác, nhưng sinh viên và người dân thì họ lại muốn sử dụng cái tiếng Bengal. Thế là hai bên đấu tranh với nhau. Em không nhớ rõ, nhưng chọn cái ngày này là cái ngày để mà tưởng nhớ những người đã nằm xuống vì bảo vệ cho ngôn ngữ. Và nếu như đúng nghĩa, em nhớ là ngày này là International Mother Language Day, thì có mother chắc chắn là có mẹ trong đó. Đó, cho nên em nghĩ là tiếng mẹ đẻ quốc tế. Ghê chưa mọi người? Dễ sợ luôn, xa thủ đã rồi. Thưa mọi người, mấy bạn suy nghĩ sâu xa mà kiến thức các bạn rộng. Còn Như Thành suy nghĩ rất là đơn giản. Không chọn câu B, đơn giản là tại sao nó có bốn chữ tôn vinh ngôn ngữ. Mình đang ở trong một chương trình thử thách bất ngờ, nó đang tôn vinh ngôn ngữ Việt Nam mình rồi, thì đâu có thể nào mà đơn giản. Tự nhiên tôn vinh ngôn ngữ mình chọn, Thành chọn A, tôn vinh tiếng mẹ đẻ quốc tế. Là muốn phức tạp hóa vấn đề lên thôi đúng không? Đúng rồi đó, cái nó phức. Và đáp án rồi. Chương trình đưa ra đó chính là Đáp án tôn vinh tiếng mẹ đẻ quốc tế. Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ hay còn gọi là Ngày tiếng mẹ đẻ quốc tế, International Mother Language Day, đã được thế giới kỷ niệm hàng năm kể từ năm 2000 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc thừa nhận sự đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa, cũng như nền giáo dục đa ngôn ngữ. Trải qua vòng thi này, số điểm còn lại của cả bốn bạn như sau. Minh Hiếu, bạn còn lại số điểm là 10 điểm.
điểm của Misa, 8 điểm. Quảng Hân, bạn còn lại số điểm là 8 điểm. Và Lê Minh Thành, bạn còn số điểm là 9 điểm. Với vòng thi số 2 này, số điểm còn lại của các bạn khá là cao. Ngay bây giờ hãy cùng đến với vòng tiếp theo của chương trình được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 của chương trình được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Cái người mà quan trọng nhất để quyết định thứ tự thi của mọi người đó chính là bạn Minh Hiếu. Và bây giờ Hiếu ơi, dạ. Hiếu được quyền quyết định thứ tự thi. Dạ thật sự thì tự nhiên phải quyết định một cái gì đó em cảm thấy áp lực quá. Cho nên em nghĩ là để em đi tiên phong đầu tiên. Rồi. Ở vòng này. Vị trí đầu tiên. Dạ. Người thứ hai em nghĩ sẽ là... học sinh cá biệt đi, điểm thấp nhất lớp rồi. Xung phong luôn, người này xung phong gỡ gạc lại. Xung phong rồi. Dạ, Misa em để cho số 2. Yeah. Misa với vị trí số 2. Còn anh Thành với lại An Ninh ngôn ngữ. Thôi mình An Ninh ngôn ngữ mà đúng không? Mình đứng vị trí số 3 đi cho anh Thành số 4. Dạ ok anh luôn. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi. Như vậy là theo thứ tự luôn 1 2 3 4. Xin mời các bạn bốc thăm. Và đến lượt thi của ai thì người đó mới được mở phong bì các bạn nhé. Và lượt đầu tiên xin mời Minh Hiếu. Của em là từ đây ạ. À. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời Minh Hiếu đọc đáp án của mình. Trừng trị ạ. À. Trừng trị. Và câu chuyện mà chương trình đưa ra, Đạo đi chơi về thì gặp bà cụ bán vé số bị ngất xỉu. Đạo nhìn thấy tên cướp từ xa và quyết chạy theo trừng trị tên đó. Tiếp theo xin mời Misa. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời Misa đọc đáp án của mình. Em lật lên bắt được một cái cụm từ mà em không biết là đặt câu sao. Bây giờ nhìn vô đây là Đạo chạy theo trừng trị tên cướp. Tên cướp bị bắt ngay tiệm rửa ảnh. Xin mời Quảng Hân. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời Quảng Hưng đọc đáp án của mình. Đáp án của em là khước từ. Khước từ. Ông chủ tiệm rửa ảnh có ý muốn giúp đỡ Đạo nhưng Đạo đã khước từ. Hợp lý. Và xin mời Lê Minh Thành. Đây. 20 giây bắt đầu. Đó, hồi nãy giờ mình còn nhân vật là bà cụ bán vé số ha. Rồi, bây giờ bị ông chủ tiệm rửa ảnh khước từ rồi đó. Bởi vì Đạo có bạn hậu thuẫn. Rồi, với lượt thi đầu tiên, Minh Hiếu bắt đầu với từ trừng trị. Với lượt tiếp theo đó là Misa với từ rửa ảnh. Thứ ba đó là Quảng Hân với từ khước từ. Và từ hậu thuẫn đến từ Lê Minh Thành. Cả 4 từ đều được chấp nhận. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi thứ hai.
Với lượt thi này không biết là mình có muốn đổi vị trí không Hiếu ha? Dạ, nếu như với lượt thi này thì em vẫn giữ vị trí này. Vẫn giữ vị trí này. Và xin mời các bạn cùng bốc thăm. Minh Hiếu là người bắt đầu tiên. Em lấy được tờ giấy có từ này. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Từ này em hơi lo lắng tí. Bạn lo lắng ở điểm nào? Dạ, vỗ béo. Và câu chuyện mà chương trình đưa ra. Vừa đến chợ, Lâm ngoái lại nhìn thì hoa đã biến mất. Hóa ra hoa đi tìm sầu riêng ăn để vỗ béo cho mình. Tiếp theo xin mời Misa. Rồi. Đây là cụm từ của em. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và xin mời bạn đọc đáp án. Dạ, đáp án của em là bù xù. Bù xù. Hồi nãy là ăn sầu riêng để vỗ béo không nào. Rồi bây giờ tiếp theo. Lâm chạy đi kiếm hoa bù xù cả đầu tóc. Rồi. Tiếp theo xin mời Quảng Hưng. Rồi xin mời 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Chứa chấp. Lâm phát hiện ra bà chủ sạp sầu riêng chứa chấp hoa tới bây giờ. Rồi. Xin mời Lê Minh Thành vẫn là người kết câu chuyện. Dạ, ok. Rồi. Xin mời 20 giây dành cho bạn. Và đáp án của Lê Minh Thành là xả láng. Rồi bây giờ phát hiện là bà chủ sạp sầu riêng đang chứa chấp rồi đó. Hoa ở tiệm sầu riêng, ăn sầu riêng xả láng. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe ý kiến của bạn cố vấn ngôn ngữ. Người chơi đã bốc thăm được 4 cái từ, đó là từ vỗ béo, từ chứa chấp, từ bù xù và từ xả láng. Thì trong những cái từ đó thì từ vỗ béo là người chơi sẽ chính tả. Còn trong 3 phương án tiếp theo thì mình sẽ không chấp nhận cái phương án chứa chấp. Bởi vì chứa chấp có nghĩa là mình chứa một cái ai đó mà mang cái ý nghĩa là trái phép, là phạm pháp. Thì ở đây nó chưa đến cái mức độ mà tiêu cực như vậy, cho nên dùng cái từ này nó không hợp lý lắm. Như vậy với 4 cái phương án mà đã đưa ra đó, thì chúng ta không chấp nhận cái phương án vỗ béo như là nó là sẽ dính tả. Phương án chứa chấp thì nó nặng nề tiêu cực quá. Còn cái phương án xà láng và bù xù chúng ta sẽ chấp nhận các bạn ha. Và với từ vỗ béo của Minh Hiếu, sai chính tả. Từ vỗ béo của chúng ta phải là vỗ béo, nhưng mà Hiếu lại là dấu hỏi. Và vị trí tiếp theo đó là Misa với từ bù xù. Từ này ban cố vấn chấp nhận. Và Quảng Hưng với từ chứa chấp. Từ này không thích hợp. Lượt tiếp theo, từ xả láng của Lê Minh Thành được chấp nhận. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lượt thứ 3 của chương trình. Vẫn giữ nguyên. Lượt thứ 3 em thay đổi một chút, em đảo ngược lại. Có nghĩa là đầu tiên sẽ là anh Thành, lượt thứ 2 sẽ là Hân, lượt thứ 3 là Misa và cuối cùng là em kết sổ. Rồi, coi như là mình đảo chiều thôi ha. Dạ. Xin mời mọi người. Và với lượt này thì vị trí đã được đảo. Lê Minh Thành, bạn sẽ là người xuất phát đầu tiên. Xin mời bạn. 20 giây dành cho Thành bắt đầu. Và xin mời bạn đọc đáp án. À, đứng lớp. Đứng lớp. Và câu chuyện mở đầu của chương trình như sau. Linh đang đi cắm trại thì nhìn thấy phía trước có đứa bé đang khóc. Linh lại gần thì nhận ra đó là học sinh mình đứng lớp. Rồi, xin mời Quảng Hưng. 20 giây dành cho bạn bắt đầu.
Và xin mời đáp án. Đáp án của em là tổn thương. Tổn thương. Cha mẹ của đứa bé đang cãi nhau nên đứa bé cảm thấy tổn thương. Tiếp theo, xin mời Misa. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Đáp án của em là ương ngạnh. Ương ngạnh. Lý do cha mẹ cãi nhau là vì đứa bé rất ương ngạnh. Kết câu chuyện nào, Minh Hiếu. Gánh nhiệm vụ này, dạ đây. 20 giây dành cho bạn, bắt đầu. Và đáp án là quặng thắt ạ. Quặng thắt. Bây giờ tiếp theo như thế nào đây? Khi thấy như vậy, cha mẹ là người quặng thắt nhất. Rồi, và bây giờ hãy cùng lắng nghe ý kiến của bạn cố vấn ngôn ngữ. Trong 4 cái phương án mà người chơi đưa ra gắn với 4 cái từ là từ đứng lớp, từ tổn thương, từ ương ngạnh và từ quặng thắt á, thì thật sự ra là cái từ đứng lớp cũng cần được chỉnh lại. Nhưng mà thôi, mình cũng chấp nhận phương án này. Từ tổn thương thì đúng rồi ha. Nhưng mà riêng cái từ ương ngạnh và từ quặng thắt thì nó sẽ có nảy sinh những vấn đề sau đây. Các bạn suy nghĩ thêm. Thứ nhất á, là cái biểu hiện của ương ngạnh là ngang ngạnh, bướng bỉnh và không nghe lời. Như vậy thì thấy bố mẹ cãi nhau, một đứa bé ương ngạnh nó khóc thì mình thấy cũng hơi bị lạ ở chỗ đó. Như vậy thì với mình thì mình sẽ đổi người chút xíu lại. Cái việc bố mẹ cãi nhau á, đó là do một trong hai người đó có cái sự ương ngạnh. Thì khi đứa con nó chứng kiến cái điều đó nó mới tổn thương. Và từ tổn thương như vậy thì cái đối tượng quặng thắt nó cũng sẽ chính là cái đứa con. Do vậy thì chúng ta sẽ không có chấp thuận cái ương ngạnh và cái từ quặng thắt ở đây. Tại vì theo mình thì nó sai cái đối tượng trong cái logic của câu chuyện nó phát triển. Như vậy thì với 4 cái phương án là đứng lớp, tổn thương, quặng thắt với lại ương ngạnh thì ta chấp nhận được 2 phương án đầu tiên là đứng lớp với lại tổn thương. Và với lượt cuối cùng, Lê Minh Thành với từ đứng lớp, tổn thương của Quảng Hưng được chấp nhận. Với từ ương ngạnh của Mi Xoa, từ quặng thắt của Minh Hiếu, cách đặt câu không hợp lý. Và qua cả 3 vòng thi, số điểm còn lại của các bạn như sau. Minh Hiếu, bạn còn số điểm 8 điểm. Mi Xoa, số điểm của bạn là 7 điểm. Và số điểm còn lại của Quảng Hưng, 7 điểm. Số điểm của Lê Minh Thành, 9 điểm. Có thể nói là một cú lội ngược dòng đúng không nào? Thật là tuyệt vời. Thành đã giữ vững được vị trí của mình và qua 3 câu đặt câu tính ra là đúng hết, không sai câu nào luôn. Và bây giờ, cả 4 bạn sẽ thể hiện tinh thần đồng đội trong vòng thi cuối cùng, đó là thử thách bất ngờ. Nhưng chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Đừng rơi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nha. Với vòng cuối cùng của chương trình được mang tên Thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên Thử thách bất ngờ. Có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau, có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại, có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Mà hôm nay Vi thấy là tất cả những thành viên của mình đều hầu như rất là xuất sắc. Cho nên bây giờ là tập hợp vô một đội thì mình cố gắng phát huy sức mạnh đồng đội nha. Và bây giờ xin mời các bạn phân chia vị trí ạ. 1, 2, 4 đi, đang có vị trí nè. Rồi, luôn. Chữ đầu tiên ha. Dạ. Nãy giờ hầu như là không cần mà phải đảo lộn, cứ theo thứ tự. Cứ theo thứ tự, rồi, xin mời.
Và Minh Hiếu, xin mời bạn đeo tay phone. Và 20 giây đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với từ... Xin mời. Cái này là một từ lấy, có hai chữ. Lê Minh. Mình sẽ giống như là tay chân mình thừa thải quá đó, người ta đuổi mình đi á. Sao mệt quá mày đi đi, giống hai từ lái, Xin mời. Đúng rồi, đó là mình đụng vô cái đồ mà nó người ta không muốn để cho mình đụng vô á. Trời ơi mày đừng có đó. Đi ra hai từ rồi, hai từ. Từ nha. Và xin mời phòng máy. Tất cả trong đời vào Mi Sa. Bạn sẽ có riêng 20 giây để viết lên bảng, cho nên bây giờ chỉ cần tập trung nghe Mi Sa thôi nha. Và xin mời Mi Sa, 20 giây của bạn bắt đầu. Có hai từ, từ lấy có nghĩa đụng chạm, sơ mướp, bỏ dấu, nhanh chóng, từ lấy, quanh quẩn, nghi ngờ, đồng nghĩa, đụng vào, tấy máy, cùng nghĩa, gần nghĩa. Và xin mời, bạn có 20 giây. Đúng không ạ? Bạn đang còn thời gian cho nên là hãy nhìn kỹ lại nha. Dạ xong. Sa nghe là Thành với lại Hân gợi ý là bạn hình dung ra từ gì? Sờ soạn. Theo Hiếu thì sao? Em vẫn tự tin ở từ này bởi vì nếu như mà đọc là sớ rớ thì nghe nó kỳ quá. Một cái việc gì đó nó phải làm nhanh mà tự nhiên sớ rớ nghe nó chậm quá, cho nên em nghĩ là X. Nhưng mà tại sao là bạn nghĩ là từ thứ hai là từ rớ? Lúc nãy Misa có nói là sơ đi cùng với mướp là dấu sắc thì em nghĩ là sớ. Mà sớ đây nếu như mà một việc gì đó, một cái mà nó nhanh rồi nó hấp tấp vội vàng thì chỉ có sớ rớ thôi. Và từ đầu tiên mà chương trình đưa ra đó chính là... sớ rớ. Và với từ sớ rớ các bạn đã có được 10 triệu đồng, xin chúc mừng. Và bây giờ mình có muốn thay đổi vị trí không ạ? À? Thôi okay. Người hùng ngôn ngữ lên ghi đi. Mời anh. Biết anh là người hùng ngôn ngữ luôn. Ok, anh em mình đổi đi. Chúng ta sẽ có 20 giây với từ tiếp theo. Và 20 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Đây là một từ, nó gần giống như đặt kẹo nhưng nó không đặt nha. Nhưng mà nó lỏng hơn cái chữ đặt kẹo. Đúng rồi. Nó chỉ một cái dạng chất lỏng mà nó không có lỏng le, lỏng lẹt. Mời Hiếu. Đây là một từ mà dùng để chỉ một cái chất lỏng, dùng để dán. Chỉ cái trạng thái của chất lỏng nha. Nó là từ lấy luôn, lấy chữ đầu tiên. Xin mời phòng máy ạ. Bây giờ 20 giây dành cho Misa bắt đầu. Từ lấy, gần giống, đặt kẹo, chất lỏng, gần giống, đặt kẹo, loại keo, chất lỏng. Từ đầu, từ đầu, từ sau. Từ cuối, dấu nặng, gần giống, con ốc, đặt kẹo, từ lấy, dấu huyền, dấu nặng. Rồi, 20 giây dành cho Lê Minh Thành bắt đầu. Misa, bạn gợi ý từ gì? Dạ em đúng là cái từ ở trên bảng á, tại mà em chú chết rồi. Em lo lắng quá, sai chính tả đúng không? Có sai không? Là có nghĩa là Sa nghĩ là đúng từ sền sệt. Dạ em nghĩ là từ sền sệt nên nãy mới nói gợi ý là cái cụm từ nó có cái chữ giống con ốc là ốc. Đây sên. Đây chị Sơn đây. Đây chị Sơn trước đây. Rồi. Và Thành dựa vô dữ liệu gì mà chắc chắn hay là từ sền sệt? Thì trước đầu á la là chất lỏng rồi nó nhầy nhụa gì đó thì Thành nghĩ là kẹo kéo. Đặt kẹo Thành nghĩ là kẹo kéo không à. Nhưng mà hơn cái từ cuối cùng là cái từ nguy hiểm nhất, từ sền. Sền. Từ sền. Nhanh quá. Và từ mà chương trình đưa ra đó chính là sền sệt. Và xin được chúc mừng các bạn có thêm 10 triệu đồng nữa. Bây giờ từ cuối cùng quan trọng lắm nha. Nếu mà đúng từ cuối là coi như chúng ta sẽ được 20 triệu.
Đó, bây giờ là cái vị trí mình có muốn hoán đổi không nào? Cho em ở giữa đi. Thôi vậy mình đánh đấy, một cú đi. Mình coi như mình đánh cược một cú nha. Ok. Rồi, bây giờ là vòng cuối cùng rồi nha. Xin mời Misa, bạn đeo phone và quay vào bảng nào. Và bây giờ 20 giây dành cho các bạn. Một cái gì đó khi mà nó đẹp ngược đẹp với dày, nó ngược với lại cái sự dày dặn thì nó là cái gì? À, giống như là mình đè nó xuống á. Mình nén nó xuống luôn, nén như bánh tráng luôn á. Từ lấy nó là một cái gì đó dẹp bẹp dúm luôn. Cái âm cuối, hai từ âm cuối mỏng dính luôn. Xong rồi chị. Bây giờ sẽ là 20 giây dành cho Quảng Hưng. Bắt đầu. Từ lấy. Đầu tiên, dấu nặng. Thứ hai, dấu sắc. Đồng nghĩa, chèm bẹp. Ở trái nghĩa, dày dặn. Bong bóng, căng tròn, xì ra. Thì nó sẽ trở thấy, thì nó thành cái đó. Cái từ lấy. Xin mời Misa, 20 giây dành cho bạn. Hân ơi, dạ. Hồi nãy Hân diễn tả là từ gì? Em nghĩ là cái từ đó luôn á, xẹp lép. Và dựa vào những gợi ý rất là rõ ràng của Quảng Hân rồi đúng không? Nhưng mà bạn có bị lấn cấn giữa từ nào không? Có bị lưỡng lự giữa từ nào? Thực ra em đang thấy là hơi khá là may mắn, bởi vì trong những cái gợi ý đầu tiên của Hân là mình đã mượn từ nó được từ gì rồi. Chắc là bạn cũng gợi ý rất là kỹ, một dấu nặng, một dấu sắc, xong sau đó là khúc đầu là cái gì đó đối nghĩa với lại cái căn đầy gì đó. Thì đối nghĩa với căn đầy nó chỉ có một vài từ thôi nên mình cũng có thể khái quát được. Và từ mà chương trình đưa ra có giúp cho các bạn mang về 20 triệu đồng hay không? Đó chính là X, có một chữ X. Xẹp. Nhưng mà xẹp gì nha? Xẹp. Xẹp lép. Yeah. Vào vị trí. Có thể nói là cả bốn người chơi hôm nay của chúng ta khi mà chiến đấu riêng lẻ là cũng rất hết mình, và khi hợp sức lại thì cũng vô cùng hết ý, coi như là rất là hiểu ý đồng đội của nhau đúng không nào. Và hôm nay thì trải qua cả bốn vòng thi, các bạn đang cảm thấy như thế nào? Lê Minh Thành. Thành cảm thấy rất là vui vì hôm nay Thành đứng đây đứng với Vi. Mỗi lần mà Thành đăng status đó là chuyên vô comment bình luận về chính tả, thì hôm nay Thành có thể đứng đây và khẳng định nói với Vi một điều: chính tả Thành ổn đúng không Vi? Vẫn không nha. Hồi nãy những câu của Thành đa số là trắc nghiệm không à. Chứ để cho Thành mà tự viết thì Vi vẫn không tin. Bây giờ làm cho tôi thấy thì tôi mới tin ha. Ok Vi. Còn Misa? Bản thân em thấy cảm thấy là chương trình rất là hay, rất là thú vị. Bởi vì em cũng là một người rất là thích học môn văn, thích học tiếng Việt, thích viết chính tả từ khi còn nhỏ. Nhưng mà thật sự tiếng Việt nó quá khó đi. Mình là người Việt, đôi khi mình cũng có thể là không thể hiểu hết được tiếng Việt. Nhưng mà hy vọng là với chương trình này thì tất cả mọi người chúng ta sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu kỹ hơn và sâu hơn về tiếng Việt. Và cũng xin chúc mừng Lê Minh Thành, bạn cũng đã rất xuất sắc có được danh hiệu là Người hùng ngôn ngữ. Với danh hiệu này thì bạn sẽ được tặng một kỷ niệm chương 5 triệu đồng cùng với một quà tặng rất đáng yêu của nhà tài trợ Sarcos. Ồ, là được chuyến du lịch nữa đó hả? Đó, thì bây giờ mình rủ cả bốn luôn, bây giờ có tiền thưởng cao quá nè. Tiền thưởng các bạn đó là 40 triệu đồng. Coi như là chiến thắng oanh liệt rồi đúng không nào? Rất ít đội nào mà có thể phối hợp ăn ý với nhau như vậy luôn. Các bạn rất là tuyệt vời, cho nên là Vi hy vọng rằng với giải thưởng này, đó là chiếc vali rất là xinh xắn của Sarcos, thì các bạn có thể rủ rê nhau đi du lịch chẳng hạn, đi ăn mừng cho giải thưởng này nha. Và chương trình Thử thách bất ngờ sẽ được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sarcos đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Sarcos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ.